phẩm hoa Pufa Vaga Một La Mã Kinh Dòng Sông Nadi Sutta 93 Nhân duyên ở Savatthi Ví như này các tỷ kheo Một con sông từ núi cao chảy xuống Từ xa chảy đến Dòng nước chảy xiết Trên hai bờ con sông ấy Nếu cỏ lau ca xa mọc lên Chúng từ bờ rủ xuống nếu các loại cỏ sa mọc lên, chúng từ bờ rủ xuống. Nếu các loại lau sậy babaja mọc lên, chúng từ bờ rủ xuống. Nếu các loại cỏ birana mọc lên, chúng từ bờ rủ xuống. Nếu các loại cây mọc lên, chúng từ bờ rủ xuống. Và một người bị dòng nước của con sông ấy cuốn trôi, nếu người ấy nắm lấy cỏ lau kaza, cỏ này có thể bị bật đứt do nhân duyên ấy người ấy bị rơi vào tai ách khổ nạn nếu người ấy nắm lấy loại cỏ cu sa cỏ này có thể bị bật đứt do nhân duyên ấy người ấy bị rơi vào tai ách khổ nạn nếu người ấy nắm lấy loại lau sậy baba ra cỏ này có thể bị bật đứt do nhân duyên ấy người ấy bị rơi vào tai ách khổ nạn nếu người ấy nắm lấy loại cỏ birana cỏ này có thể bị bật đứt. Do nhân duyên ấy, người ấy bị rơi vào tai ách khổ nạn. Nếu người ấy nắm lấy các loại cây, loại cây này có thể bị bật đứt. Do nhân duyên ấy, người ấy bị rơi vào tai ách khổ nạn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, kẻ vô văn phàm phu, không thấy rõ các bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh. Không thấy rõ các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân. Quán sắc như là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc. Khi sắc ấy của người ấy bị bật đứt, do nhân duyên ấy, người ấy bị rơi vào tai ách khổ nạn. Vân vân, quán thọ, vân vân quán tưởng, vân vân, quán hành, vân vân. Vân vân, quán thức như là tự ngã hay tự ngã như là có thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. Khi thức ấy của người ấy bị bật đứt, do nhân duyên ấy, người ấy rơi vào tai ách khổ nạn. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, sắc là thường hay vô thường? vô thường, bạch thế tôn, thọ, vân vân, tưởng, vân vân, hành, vân vân, thức là thường hay vô thường, vô thường, bạch thế tôn, do vậy, vân vân, thấy vậy, vân vân. Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Vị ấy biết rõ như vậy. Hai La Mã, Kinh Bông Hoa, pu Pha Ta. 94. Nhân duyên ở Savatthi. Này các tỷ kheo, ta không tranh luận với đời, chỉ có đời tranh luận với ta. Này các tỷ kheo, người nói Pháp không tranh luận với bất cứ một ai ở đời. Này các tỷ kheo, cái gì người có trí ở đời chấp nhận là không, ta cũng nói là không. Này các tỷ kheo, cái gì người có trí ở đời chấp nhận là có, ta cũng nói là có. Và này các tỷ kheo, cái gì người có trí ở đời chấp nhận là không, ta cũng nói là không. Này các tỷ kheo, người có trí ở đời không chấp nhận sắc là thường còn, thường hằng, thường trú, không chịu sự biến hoại, thời ta cũng nói là không. Vân vân, họ vân vân, tưởng, vân vân, hành, vân vân. Người có trí ở đời không chấp nhận thức là thường còn, thường hằng, thường trú, không chịu sự biến hoại. Thời ta cũng nói là không. Này các tỷ kheo, đây là cái gì người có trí ở đời chấp nhận là không, ta cũng nói là không. Và này các tỷ kheo, cái gì người có trí ở đời chấp nhận là có, ta cũng nói là có. Này các tỷ kheo, người có trí ở đời chấp nhận sắc là vô thường, không thường hằng, không thường trú, chịu sự biến hoại. Thời ta cũng nói là có vậy. Vân vân, thọ, vân vân, tưởng, vân vân, hành, vân vân. Này các tỷ kheo, người có trí ở đời chấp nhận thức là vô thường, không thường hằng, không thường trú, chịu sự biến hoại thời ta cũng nói là có vậy. Này các tỳ kheo, đây là cái gì người có trí ở đời chấp nhận là vô thường, không thường hằng, không thường trú, chịu sự biến hoại. Thời ta cũng nói là có vậy. Ở trong đời, này các tỳ kheo, có thế pháp. Thế pháp ấy như lai hoàn toàn chứng ngộ, chứng chi. Sau khi hoàn toàn chứng ngộ, chứng chi, như lai tuyên bố, thuyết giảng, trình bày, xác chứng, khai thị, phân tích, hiển lộ. Này các tỷ kheo, thế pháp ở trong đời là gì? Thế pháp ấy như lai hoàn toàn chứng ngộ, chứng chi. Sau khi hoàn toàn chứng ngộ, chứng chi, như lai tuyên bố, thuyết giảng, trình bày, xác chứng, khai thị, phân tích, hiển lộ. Sắc, này các tỷ kheo, là thế pháp ở trong đời thế pháp ấy Như Lai hoàn toàn chứng ngộ chứng chi. Sau khi hoàn toàn chứng ngộ chứng chi, Như Lai tuyên bố, thuyết giảng, trình bày xác chứng, khai thị, phân tích, hiển lộ. Và ai khi Như Lai tuyên bố, thuyết giảng, trình bày xác chứng, khai thị, phân tích, hiển lộ như vậy, vẫn không biết, không thấy thì đối với người ấy, ta xem là vô tích sự, là kẻ ngu si phàm phu, mù lòa, không có mắt, không có biết, không có thấy. Thọ, vân vân, tưởng, vân vân, hành, vân vân. Thức, này các tỷ kheo, là thế pháp ở trong đời. Thế pháp ấy như lai hoàn toàn chứng ngộ, chứng chi. Sau khi hoàn toàn chứng ngộ, chứng chi, như lai tuyên bố, thuyết giảng, trình bày, xác chứng, khai thị, phân tích, hiển lộ và ai khi như lai tuyên bố thuyết giảng trình bày xác chứng khai thị phân tích hiền lộ như vậy vẫn không biết không thấy thì đối với người ấy ta xem là vô tích sự là kẻ ngu si phàm phu mù lòa không có mắt không có biết không có thấy ví như này các tỷ kheo bông sen xanh hay bông sen hồng hay bông sen trắng xanh ra trong nước lớn lên trong nước, vươn lên khỏi nước và đứng thẳng không bị nước nhiễm ướt. Cũng vậy, này các tỷ kheo, Như Lai sanh ra ở trong đời, lớn lên trong đời, vươn lên khỏi đời và sống không bị đời ô nhiễm. Ba La Mã, Kinh Bọt Nước, Venapin Dupama Sutta 95. Một thời, Thế Tôn ở Azuji Haza, trên bờ sông Hằng. Ở đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo, vân vân. Ví như, này các tỷ kheo, sông Hằng này chảy mang theo đống bọt nước lớn. Có người có mắt nhìn thấy đống bọt nước ấy, nhìn chuyên chú như lý quán sát. Do nhìn chuyên chú như lý quán sát nó, đống bọt nước ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là rỗng không, hiện rõ ra là không có lõi cứng làm sao này các tỷ kheo lại có lõi cứng trong đống bọt nước được cũng vậy này các tỷ kheo phàm có sắc gì thuộc quá khứ vị lai hiện tại hoặc nội hay ngoại hoặc thô hay tế hoặc liệt hay thắng hoặc xa hay gần vị tỷ kheo thấy sắc nhìn chuyên chú như lý quán sát sắc do vị tỷ kheo nhìn chuyên chú như lý quán sát sắc sắc ấy hiện rõ ra là trống không hiện rõ ra là rỗng không hiện rõ ra là không có lõi cứng làm sao này các tỷ kheo lại có lõi cứng trong sắc được ví như này các tỷ kheo trong mùa thu khi trời mưa những giọt mưa lớn trên mặt nước các bong bóng nước hiện ra rồi tan biến một người có mắt nhìn chuyên chú như lý quán sát bong bóng nước ấy do người ấy nhìn chuyên chú như lý quán sát nó bong bóng nước ấy hiện rõ ra là trống không hiện rõ ra là rỗng không hiện rõ ra là không có lõi cứng làm sao này các tỷ kheo lại có lõi cứng trong bong bóng nước được cũng vậy này các tỷ kheo phàm có thọ gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần. Tỷ kheo nhìn chuyên chú như lý quán sát thọ ấy. Do tỷ kheo nhìn chuyên chú như lý quán sát nó, thọ ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là rỗng không, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao? Này các tỷ kheo, lại có lõi cứng trong thọ được ví như này các tỷ kheo trong tháng cuối mùa hạ vào đúng giữa trưa đứng bóng một dáng mặt trời rung động hiện lên một người có mắt nhìn chuyên chú như lý quán sát nó do người ấy nhìn chuyên chú như lý quán sát nên dáng mặt trời ấy hiện rõ ra là trống không rỗng không không có lõi cứng làm sao này các tỷ kheo, lại có lõi cứng trong dáng mặt trời được. Cũng vậy, này các tỷ kheo, phàm có tưởng gì? Vân vân. Ví như, này các tỷ kheo, một người cần có lõi cây, tìm cầu lõi cây. Đi tìm lõi cây, người ấy cầm cái búa sắc bén đi vào ngôi rừng. Ở đây, người ấy thấy một cụm cây chuối lớn, mọc thẳng, mới lớn, cao vút. Người ấy chặt rễ cây ấy. Sau khi chặt rễ, người ấy chặt ngọn. Sau khi chặt ngọn, người ấy lột vỏ chuối ngoài. Bát ta vát tim. Khi lột vỏ chuối ngoài, rác cây vegumi còn tìm không được, tìm đâu cho có được lõi cây. Một người có mắt nhìn chuyên chú như lý quan sát cụm chuối ấy. Khi người ấy nhìn chuyên chú như lý quan sát cụm chuối ấy, cụm chuối ấy hiện rõ ra là trống không hiện rõ ra là trống rỗng hiện rõ ra là không có lõi cây làm sao này các tỷ kheo lại có lõi cây trong cụm chuối được cũng vậy này các tỷ kheo phàm có hành gì thuộc quá khứ vị lai hiện tại hoặc nội hay ngoại hoặc thô hay tế hoặc liệt hay thắng hoặc xa hay gần tỷ kheo nhìn chuyên chú như lý quán sát hành ấy. Khi người ấy nhìn chuyên chú như lý quán sát, nên hành ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là trống rỗng, hiện rõ ra là không có lõi cây. Làm sao, này các tỷ kheo, lại có lõi cây trong hành được? Ví như, này các tỷ kheo, một ảo thuật sư hay đệ tử một ảo thuật sư tại ngã tư đường bày trò ảo thuật Mazam, vidam seza một người có mắt nhìn chuyên chú như lý quán sát trò ảo thuật ấy do người ấy nhìn chuyên chú như lý quán sát ảo thuật ấy hiện rõ ra là chống không hiện rõ ra là chống rỗng hiện rõ ra là không có lõi cứng làm sao này các tỷ kheo lại có lõi cứng trong ảo thuật được. Cũng vậy, này các tỷ kheo, phàm có thức gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, vân vân, hoặc xa hay gần, tỷ kheo nhìn chuyên chú như lý quán sát thức ấy. Do tỷ kheo nhìn chuyên chú như lý quán sát, thức ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là trống rỗng, hiện rõ ra là không có lõi cây làm sao này các tỷ kheo lại có lõi cây trong thức được thấy vậy này các tỷ kheo vị đa văn thánh đệ tử nhàm chán đối với sắc vân vân đối với thọ vân vân đối với tưởng vân vân đối với hành vân vân nhàm chán đối với thức do nhàm chán vị ấy ly tham do ly tham vị ấy giải thoát trong sự giải thoát, trí khởi lên, ta đã giải thoát, vân vân, không còn trở lại đời này nữa. Vị ấy biết rõ như vậy. Thế Tôn thuyết như vậy, Bậc Thiện Thệ, sau khi nói như vậy, bậc đạo sư lại nói thêm: Sắc ví với đống bọt, thọ ví bong bóng nước, tưởng ví dáng mặt trời, hành ví với cây chuối thức ví với ảo thuật đấng bà con mặt trời đã thuyết giảng như vậy nếu như vậy chuyên chú như lý trơn quán sát như lý nhìn các pháp hiện rõ tánh trống không bắt đầu với thân này bậc đại tuệ thuyết giảng đoạn tận cả ba pháp thấy xác bị quăng bỏ thân bị quăng vô chi không thọ sức nóng thức bị quăng đi nó nằm, làm đồ ăn kẻ khác. Cái thân liên tục này, ảo sư kẻ ngu nói, được gọi kẻ sát nhân, không tìm thấy lõi cây. Hãy quán uẩn như vậy, vị tỷ kheo tinh cần suốt cả đêm lẫn ngày, tỉnh giác tránh tư niệm. Hãy bỏ mọi kiếp sử, làm chỗ mình nương tựa, sống như lửa cháy đầu, cầu chứng cảnh bất động bốn la mã kinh phân bò gomaza pinda sutta chín mươi sáu nhân duyên ở savatthi sau khi ngồi vị tỳ kheo ấy bạch thế tôn bạch thế tôn có thể có sắc nào sắc ấy là thường còn thường hằng thường trú không chịu sự biến hoại vĩnh viễn thường hằng thường trú như vậy bạch thế tôn có thể có thọ nào vân vân có thể có tưởng nào vân vân có thể có hành nào vân vân có thể có thức nào thức ấy là thường còn thường hằng thường trú không chịu sự biến hoại vĩnh viễn thường hằng vĩnh trú như vậy này tỷ kheo không có sắc nào sắc ấy là thường còn thường hằng thường trú không chịu sự biến hoại vĩnh viễn thường hằng vĩnh trú như vậy. Này tỷ kheo, không có thọ nào, vân vân, không có tưởng nào, vân vân, không có hành nào, vân vân, không có thức nào. Thức ấy là thường còn, thường hằng, thường trú, không chịu sự biến hoại, vĩnh viễn thường hằng, vĩnh trú như vậy. Rồi Thế Tôn lấy tay cầm lên một miếng phân bò và nói với tỷ kheo ấy. Này tỷ kheo, cho đến một ngã thể nhỏ như thế này cũng không thường còn, thường hằng, thường trú, không chịu sự biến hoại, vĩnh viễn thường hằng, vĩnh trú. Nếu một ngã thể nhỏ như thế này, này tỷ kheo, là thường còn, thường hằng, thường trú, không chịu sự biến hoại, vĩnh viễn thường hằng, vĩnh trú. Thời đời sống phạm hạnh để trơn tránh, đoạn tận khổ đau không thể trình bày. Vì này tỷ kheo, cho đến một ngã thể nhỏ bé như thế này cũng không thường còn, thường hằng, thường trú, không chịu sự biến hoại, vĩnh viễn thường hằng, vĩnh trú. Do vậy, đời sống phạm hạnh để trơn tránh đoạn tận khổ đau có thể trình bày. Thủa xưa, này tỷ kheo, ta là vị vua sát đế lị đã làm lễ quán đảnh. Khi ta là vị vua sát đế lị đã làm lễ quán đành Ta có 84.000 đô thị Và đô thị Kusavati là bậc nhất Này tỷ kheo Khi ta là vị vua sát đế lị Đã làm lễ quán đành Ta có 84.000 cung điện Và cung điện Đam Ma là bậc nhất Này tỷ kheo Khi ta là vị vua sát đế lị Đã làm lễ quán đành Ta có 84.000 trùng cát và trùng các Maha Bizuha là bậc nhất. Này tỷ kheo, khi ta là vị vua sát đế lị đã làm lễ quán đảnh, ta có 84.000 sàng tọa làm bằng ngà, làm bằng lõi cây, làm bằng vàng, làm bằng bạc, trải bằng nệm len có lông dài, trải bằng chăn len trắng, trải bằng chăn len theo bông, trải nệm bằng da con sơn dương, gọi là Kadali có lầu che phía trên và có gối chân màu đỏ cả hai đầu. Này tỷ kheo, khi ta là vị vua sát đế lị đã làm lễ quán đảnh, ta có 84.000 con voi với những trang sức bằng vàng, với những cờ xí bằng vàng, bao bọc với những lưới bằng vàng, và voi chúa Uposatha là bậc nhất. Này tỷ kheo, khi ta là vị vua sát đế lị đã làm lễ quán đảnh, Ta có 84.000 con ngựa với những trang sức bằng vàng, với những cờ xí bằng vàng, bao bọc với những lưới bằng vàng, và ngựa chúa Valahaka là bậc nhất. Này tỷ kheo, khi ta là vị vua sát đế lị đã làm lễ quán đành, ta có 84.000 cỗ xe với những trang sức bằng vàng, những cờ xí bằng vàng, bao bọc với những lưới bằng vàng, và cỗ xe Vesajanta Gia là bậc nhất. Này tỷ kheo, khi ta là vị vua sát đế lị đã làm lễ quán đảnh, ta có 84.000 châu báu và Mani châu là bậc nhất. Này tỷ kheo, khi ta là vị vua sát đế lị đã làm lễ quán đảnh, ta có 84.000 phụ nữ và hoàng hậu Subada là bậc nhất. Này tỷ kheo, khi ta là vị vua sát đế lị đã làm lễ quán đành. Ta có 84.000 chư hầu sát đế lị và binh chủ báu là bậc nhất. Này tỷ kheo, khi ta là vị vua sát đế lị đã làm lễ quán đành. Ta có 84.000 con bò cái với những dây thừng bằng vải đay mịn màng và chậu sữa bằng bạc. Này tỷ kheo, khi ta là vị vua sát đế lị đã làm lễ quán đành ta có 84.000 cô ti, áo bằng vải gai tinh tế, bằng vải lụa tinh tế, bằng vải len tinh tế, bằng vải bông tinh tế. Này các tỷ kheo, khi ta là vị vua sát đế lị đã làm lễ quán đành, ta có 84.000 dĩa bàn, và trên ấy các cơm sáng và cơm chiều được dọn lên. Lại nữa, này các tỷ kheo, trong tám mươi bốn ngàn đô thị ấy đô thị ta chú thời ấy là kinh đô kusavati lại nữa này các tỷ kheo trong tám mươi bốn ngàn cung điện ấy cung điện ta chú thời ấy là cung điện dama lại nữa này các tỷ kheo trong tám mươi bốn ngàn trùng các ấy trùng các ta chú thời ấy là trùng các maha Vizuha lại nữa này các tỷ kheo, trong 84.000 sàng tọa ấy, sàng tọa ta dùng thời ấy là sàng tọa bằng ngà, hay bằng lõi cây, hay bằng vàng, hay bằng bạc. Lại nữa, này các tỷ kheo, trong 84.000 con voi ấy, con voi ta cưỡi thời ấy là voi chúa Uposatha. Lại nữa, này các tỷ kheo, trong 84.000 con ngựa ấy... Con ngựa ta cưỡi thời ấy là ngựa chúa Valahaka. Lại nữa, này các tỷ kheo, trong 84.000 cỗ xe ấy, cỗ xe ta cưỡi thời ấy là cỗ xe Veja Santa. Lại nữa, này các tỷ kheo, trong 84.000 phụ nữ ấy, phụ nữ hầu hạ ta thời ấy là Jani hay Velamika. Lại nữa, này các tỷ kheo trong 84.000 áo mặc ấy, đôi áo ta mặc thời ấy, hoặc bằng vải gai tinh tế, hay bằng lụa tinh tế, hay bằng len tinh tế, hay bằng vải bông tinh tế. Lại nữa, này các tỷ kheo, trong 84.000 đĩa bàn ấy, một đĩa bàn ta dùng để ăn một phần, nalika, cơm, còn đĩa thứ hai ta dùng để ăn đồ ăn tương đương. Như vậy, này các tỷ kheo tất cả các hành ấy là thuộc quá khứ đoạn diệt biến hoại như vậy vô thường này các tỷ kheo là các hành như vậy không thường hằng này các tỷ kheo là các hành như vậy không thường trú này các tỷ kheo là các hành cho đến như vậy này các tỷ kheo là vừa đủ để nhàm chán đối với tất cả các hành là vừa đủ để ly tham là vừa đủ để giải thoát năm la mã kinh đầu móng tay nakha sikha sutta chín mươi bảy nhân duyên ở savatthi sau khi ngồi, vị tỷ kheo ấy bạch thế tôn. Bạch thế tôn có thể có sắc nào là thường còn, thường hằng, thường chú, không chịu sự biến hoại, vĩnh viễn thường hằng, vĩnh chú như vậy. Bạch thế tôn có thể có thọ nào, vân vân. Bạch thế tôn có thể có tưởng nào, vân vân. Bạch thế tôn có thể có hành nào, vân vân. Bạch Thế Tôn có thể có thức nào, thức ấy là thường còn, thường hằng, thường chú, không chịu sự biến hoại, vĩnh viễn thường hằng, vĩnh chú như vậy. Này tỷ kheo, không có sắc nào, sắc ấy là thường còn, thường hằng, thường chú, không chịu sự biến hoại, vĩnh viễn thường hằng, vĩnh chú như vậy. Này tỷ kheo, không có thọ nào, vân vân không có tưởng nào, vân vân, không có hành nào, vân vân, không có thức nào, thức ấy lại thường còn, thường hằng, thường trú, không chịu sự biến hoại, vĩnh viễn thường hằng, vĩnh trú như vậy. Rồi Thế Tôn lấy một ít đất trong đầu móng tay và nói với tỷ kheo ấy. Này tỷ kheo, cho đến một sắc nhỏ như thế này cũng không thường còn, thường hằng, thường trú, không chịu sự biến hoại, vĩnh viễn thường hằng, vĩnh trú. Nếu một sắc nhỏ như thế này, này tỷ kheo là thường còn, thường hằng, thường chú, không chịu sự biến hoại, vĩnh viễn thường hằng, vĩnh trú. Thời đời sống phạm hạnh để trơn tránh, đoạn tận khổ đau không thể trình bày. Nhưng vì rằng, này tỷ kheo, cho đến một sắc nhỏ như thế này cũng không thường còn, thường hằng, thường trú, không chịu sự biến hoại, vĩnh viễn thường hằng, vĩnh trú. Do vậy, đời sống phạm hạnh để trơn tránh đoạn tận khổ đau có thể trình bày. Cho đến một thọ nhỏ như thế này, này các tỷ kheo, cũng không thường còn, thường hằng, thường chú, không chịu sự biến hoại, vĩnh viễn thường hằng, vĩnh trú. Nếu thọ nhỏ như thế này, này tỷ kheo, là thường còn, thường hằng, thường chú, vân vân có thể trình bày. Cho đến một tưởng, vân vân cho đến một hành, vân vân cho đến một thức nhỏ như thế này, này tỷ kheo, cũng không thường còn, thường hằng, thường chú, không chịu sự biến hoại, vĩnh viễn thường hằng, vĩnh chú. Nếu một thức nhỏ như thế này, này tỷ kheo, là thường còn, thường hằng, thường chú không chịu sự biến hoại, vĩnh viễn thường hằng, vĩnh trú. Thời đời sống phạm hạnh để trơn tránh, đoạn tận khổ đau không thể trình bày. Nhưng vì rằng, này tỷ kheo, cho đến một thức nhỏ như thế này cũng không thường còn, thường hằng, thường chú không chịu sự biến hoại. Do vậy, đời sống phạm hạnh để trơn tránh, đoạn tận khổ đau có thể trình bày Ông nghĩ thế nào Này tỉ kheo Sắc là thường hay vô thường Là vô thường bạch thế tôn Thọ vân vân Tưởng vân vân Hành vân vân Thức là thường hay vô thường Là vô thường bạch thế tôn Do vậy Vân vân Thấy vậy Vân vân Cho đến không có trở lại đời này nữa Vị ấy biết rõ như vậy. Sáu La Mã Kinh Thanh Tịnh Sudika Sutta 98 Nhân duyên ở Savatthi Ngồi một bên tỷ kheo ấy bạch thế tôn Có một sắc nào Bạch thế tôn Sắc ấy là thường còn Thường hằng, thường chú Không chịu sự biến hoại Vĩnh viễn thường hằng, vĩnh trú không Có một họ vân vân, một tưởng, vân vân, một hành, vân vân, một thức nào, bạch thế tôn, thức ấy là thường còn, thường hằng, thường trú, không chịu sự biến hoại, vĩnh viễn thường hằng, vĩnh trú không. Không có một sắc nào. Này tỷ kheo, sắc ấy là thường còn, thường hằng, thường trú, không chịu sự biến hoại, vĩnh viễn thường hằng, vĩnh trú. Không có một họ vân vân một tưởng vân vân một hành vân vân một thức nào thức ấy là thường còn thường hằng thường trú không chịu sự biến hoại vĩnh viễn thường hằng vĩnh trú bảy la mã kinh dây trói buộc gadu labada suta chín mươi chín nhân duyên ở thi vô thỉ này các tỷ kheo là sự luân hồi này. Điểm bắt đầu không thể nêu rõ đối với chúng sanh bị vô minh che đậy, bị khát ái trói buộc, phải lưu chuyển luân hồi. Có thể có một thời, này các tỷ kheo, biển lớn đi đến khô cạn, hoàn toàn đi đến khô cạn, không có hiện hữu. Nhưng này các tỷ kheo, ta không có tuyên bố rằng có sự chấm dứt khổ đau đối với chúng sanh bị vô minh che đậy bị khát ái trói buộc phải lưu truyền luân hồi có thể có một thời này các tỷ kheo sineru tu di vua các núi đi đến băng hoại hoại diệt không có hiện hữu nhưng này các tỷ kheo ta không có tuyên bố rằng có sự chấm dứt khổ đau đối với chúng sanh bị vô minh che đậy bị khát ái trói buộc phải lưu truyền luân hồi. Có thể có một thời, này các tỷ kheo, đại địa đi đến băng hoại, hoại diệt, không có hiện hữu. Nhưng này các tỷ kheo, ta không có tuyên bố rằng có sự chấm dứt khổ đau đối với chúng sanh bị vô minh che đậy, bị khát ái trói buộc, phải lưu truyền luân hồi. Ví như, này các tỷ kheo, có con chó bị dây thừng trói chặt vào một cây cột hay cột trụ vững chắc, chạy vòng theo, chạy tròn xung quanh cây cột ấy hay cột trụ ấy. Cũng vậy, này các tỷ kheo, kẻ vô văn phàm phu, vân vân, không tu tập pháp các bậc chân nhân, quán sắc như là tự ngã, vân vân, quán thọ như là tự ngã, vân vân, quán tưởng như là tự ngã, vân vân quán hành như là tự ngã, vân vân, quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. Người ấy chạy vòng theo, chạy tròn xung quanh sắc, vân vân, thọ, vân vân, tưởng, vân vân, hành, vân vân. Người ấy chạy vòng theo, chạy tròn xung quanh thức vì rằng người ấy chạy vòng theo chạy tròn xung quanh sắc vân vân thọ vân vân tưởng vân vân hành vân vân người ấy chạy vòng theo chạy tròn xung quanh thức người ấy không giải thoát khỏi sắc không giải thoát khỏi thọ không giải thoát khỏi tưởng không giải thoát khỏi hành không giải thoát khỏi thức không giải thoát khỏi xanh già chết sầu bi khổ, ưu, não. Ta tuyên bố rằng người ấy không giải thoát khỏi khổ đau. Nhưng bậc đa văn thánh đệ tử, này các tỷ kheo, được thấy các bậc thánh, vân vân khéo tu tập pháp các bậc chân nhân, không quán sắc như là tự ngã, vân vân không quán thọ, vân vân không quán tưởng, vân vân không quán hành, vân vân không quán thức, như là tự ngã hay tự ngã như là có thức hay thức ở trong tự ngã hay tự ngã ở trong thức. Vị ấy không chạy vòng theo chạy tròn xung quanh sắc, vân vân, thọ, vân vân, tưởng, vân vân, hành, vân vân, không chạy vòng theo chạy tròn xung quanh thức. Vì rằng vị ấy không chạy vòng theo chạy tròn xung quanh sắc, vân vân, thọ vân vân, tưởng, vân vân, hành, vân vân, thức. Vị ấy được giải thoát khỏi sắc, được giải thoát khỏi thọ, được giải thoát khỏi tưởng, được giải thoát khỏi hành, được giải thoát khỏi thức, được giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói, vị ấy được giải thoát khỏi đau khổ. Tám La Mã Kinh Dây Chói Buộc thứ hai Dutiza Gadu Labada suta Một trăm Nhân duyên ở Savatthi Vô thỉ Này các tỷ kheo là sự luân hồi này Điểm bắt đầu không thể nêu rõ đối với chúng sanh bị vô minh che đậy, bị khát ái trói buộc, phải lưu chuyển luân hồi. Ví như, này các tỷ kheo, có con chó bị dây thừng trói chặt vào một cây cột hay cột trụ vững chắc. Nếu nó có đi, nó chỉ đi tới cây cột hay cột trụ ấy. Nếu nó đứng, nó chỉ đứng gần cây cột hay cột trụ ấy. Nếu nó ngồi, nó chỉ ngồi gần cây cột hay cột trụ ấy. Nếu nó nằm, nó chỉ nằm gần cây cột hay cột trụ ấy. Cũng vậy, này các tỷ kheo, kẻ vô văn phàm phu quán sát cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. quán thọ vân vân, quán tưởng vân vân, quán hành vân vân, quán thức. cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. nếu người ấy có đi, người ấy chỉ đi tới năm thủ ẩn này. nếu người ấy đứng, người ấy chỉ đứng gần năm thủ ẩn này. nếu người ấy ngồi, người ấy chỉ ngồi gần năm thù ở này nếu người ấy nằm người ấy chỉ nằm gần năm thù ở này do vậy này các tỷ kheo cần phải luôn luôn quan sát tâm của mình như sau trong một thời gian dài tâm này bị tham sân si làm nhiễm ô do tâm nhiễm ô này các tỷ kheo chúng sanh bị nhiễm ô do tâm thanh tịnh chúng sanh được thanh tịnh này các tỷ kheo các ông có thấy một bức họa gọi là danh họa không thưa có bạch thế tôn này các tỷ kheo bức danh họa ấy do tâm tự họa mà thành do vậy này các tỷ kheo tâm còn đa dạng hơn cả danh họa ấy do vậy này các tỷ kheo cần phải luôn luôn quán sát tâm của mình như sau trong một thời gian dài tâm này bị tham ân si làm nhiễm ô, do tâm nhiễm ô. Này các tỷ kheo, chúng sanh bị nhiễm ô, do tâm thanh tịnh, chúng sanh được thanh tịnh. Này các tỷ kheo, ta không quán thấy một bộ loại nào khác lại đa dạng như tâm. Như các hữu tình thuộc loại bàng sanh, các hữu tình thuộc loại bàng sanh ấy. Này các tỷ kheo, do tâm tư duy mà thành. Do vậy, này các tỷ kheo, tâm ấy lại đa dạng hơn các hữu tình thuộc loại bàng xanh ấy. Do vậy, này các tỷ kheo, cần phải luôn luôn quán sát tâm của mình như sau. Trong một thời gian dài, tâm này bị tham, sân, si làm nhiễm ô. Do tâm nhiễm ô, này các tỷ kheo, chúng sanh bị nhiễm ô. Do tâm thanh tịnh, chúng sanh được thanh tịnh. Ví như, này các tỷ kheo, một người thợ nhuộm hay một họa sĩ, nếu người ấy có thuốc nhuộm hay lạc hay nghệ hay màu xanh hay màu đỏ tía, hay một tấm gỗ khéo bào, hay một bức tường hay một tấm vải, người ấy có thể vẽ hình người đàn bà hay hình người đàn ông với đầy đủ tất cả chi tiết. Cũng vậy, này các tỷ kheo, kẻ vô văn phàm phu liên tục làm cho hiện hữu sắc, vân vân, thọ, vân vân, tưởng, vân vân, hành, vân vân, liên tục làm cho hiện hữu thức. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, sắc là thường hay vô thường? Vô thường bạch thế tôn, thọ, vân vân, tưởng, vân vân, hành, vân vân, thức, là thường hay vô thường? Vô thường bạch thế tôn. Do vậy, này các tỷ kheo, vân vân, thấy vậy, vân vân. Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Vị ấy biết rõ như vậy. Chín La Mã Kinh Cán Bố Vasijata Sutta 101 nhân duyên ở xa vát thi do biết do thấy này các tỷ kheo ta tuyên bố sự đoạn tận các lậu hoặc không phải do không biết do không thấy do biết cái gì thấy cái gì này các tỷ kheo các lậu hoặc được đoạn tận đây là sắc đây là sắc tập khởi đây là sắc đoạn diệt đây là thọ vân vân đây là tưởng vân vân đây là hành vân vân đây là thức đây là thức tập khởi đây là thức đoạn diệt do biết như vậy do thấy như vậy này các tỷ kheo các lậu hoặc được đoạn tận này các tỷ kheo như có tỷ kheo sống không trí tâm trong sự tu tập khởi lên ước muốn như sau Mong rằng tâm của ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc không có chấp thủ. Tuy vậy, tâm của vị ấy vẫn không giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Vì sao? Phải nói rằng vì vị ấy không có tu tập. Không có tu tập cái gì? Không có tu tập bốn niệm xứ, không có tu tập bốn tránh cần, không có tu tập bốn như ý túc, không có tu tập năm căn, không có tu tập năm lực, không có tu tập bảy bồ đề phần không có tu tập thánh đạo tám ngành. Ví như, này các tỷ kheo, có tám, mười hay mười hai trứng gà. Không được con gà mái ấp nằm một cách đúng đắn. Không được ấp nóng một cách đúng đắn. Không được ấp dưỡng một cách đúng đắn. Dầu cho con gà mái ấy khởi lên ý muốn. Mong rằng những con gà con của ta với chân, móng và đỉnh đầu hay với miệng và mỏ. Sau khi làm bể vỏ trứng, được xuất xanh một cách an toàn. Tuy vậy, các con gà con ấy không có thể với chân, móng, đỉnh đầu hay với miệng và mỏ. Sau khi làm bể vỏ trứng, được xuất xanh một cách an toàn. Vì sao? Vì rằng, này các tỷ kheo, 8, 10 hay 12 trứng gà ấy không được con gà mái ấp nằm một cách đúng đắn, không được ấp nóng một cách đúng đắn, không được ấp dưỡng một cách đúng đắn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, tỷ kheo không trí tâm trong sự tu tập, dầu cho vị ấy có khởi lên ý muốn, mong rằng tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc không có chấp thủ. Tuy vậy, tâm vị ấy cũng không giải thoát khỏi các lậu hoặc không có chấp thủ. Vì sao? Phải nói rằng vì vị ấy không có tu tập. Không có tu tập cái gì? Không có tu tập bốn niệm xứ vân vân Không có tu tập con đường thánh đạo tám ngành. Này các tỷ kheo, tỷ kheo sống trí tâm trong sự tu tập, dầu cho vị ấy không khởi lên ước muốn mong rằng tâm của ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc không có chấp thủ. Tuy vậy, tâm vị ấy được giải thoát khỏi các lậu hoặc không có chấp thủ. Vì sao? Phải nói rằng, vì vị ấy có tu tập. Có tu tập cái gì? Có tu tập bốn niệm xứ, có tu tập bốn tránh cần, có tu tập bốn như ý túc, có tu tập năm căn, có tu tập năm lực có tu tập bảy giác chi có tu tập con đường thánh đạo tám ngành ví như này các tỷ kheo có tám mười hay mười hai trứng gà các trứng ấy được con gà mái ấp nằm một cách đúng đắn ấp nóng một cách đúng đắn ấp dưỡng một cách đúng đắn dầu cho con gà mái ấy không khởi lên ước muốn mong rằng các con gà con của ta với chân, móng và đỉnh đầu hay với miệng và mỏ sau khi làm bể vỏ trứng được sốt xanh một cách an toàn. Tuy vậy, các con gà con ấy có thể với chân, móng và đỉnh đầu hay với miệng và mỏ sau khi làm bể vỏ trứng được sốt xanh một cách an toàn. Vì sao? Vì rằng, này các tỷ kheo, 8, 10 hay 12 trứng gà được con gà mái ấy ấp một cách đúng đắn, ấp nóng một cách đúng đắn, ấp dưỡng một cách đúng đắn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, tỷ kheo ấy sống trí tâm tu tập. Dầu cho vị ấy không khởi lên ước muốn, mong rằng tâm của ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Tuy vậy, tâm của vị ấy vẫn được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Vì sao? Phải nói rằng vì vị ấy có tu tập. Tu tập cái gì? Có tu tập bốn niệm xứ, vân vân, có tu tập con đường thánh đạo tám ngành. Ví như này các tỷ kheo, một người thợ đá hay đệ tử người thợ đá, khi nhìn vào cán búa, thấy dấu các ngón tay và dấu các ngón tay cái vị ấy không thể biết được như sau hôm nay từng ấy cán búa của ta bị hao mòn hôm qua từng ấy các ngày khác từng ấy nhưng vị ấy biết được cán búa bị hao mòn trên sự hao mòn của cán búa cũng vậy này các tỷ kheo vị tỷ kheo trí tâm trong sự tu tập không biết như sau hôm nay từng ấy lậu hoặc của ta được hao mòn hôm qua từng ấy, các ngày khác từng ấy. Nhưng vị ấy biết được các lậu hoặc được hao mòn trên sự hao mòn các lậu hoặc. Ví như, này các tỷ kheo, một chiếc thuyền đi biển có đầy đủ cột buồm và dây buồm, bị mắc cạn 6 tháng do thiếu nước trong mùa khô. Các cột buồm và dây buồm bị gió và mặt trời làm hư hỏng rồi bị nước mưa đổ xuống trong mùa mưa, chúng trở thành yếu và hư nát. Cũng vậy, này các tỷ kheo, tỷ kheo sống trí tâm trong sự tu tập, các kết sử rất dễ bị yếu dần và hư nát. Mười La Mã Kinh Vô Thường Tưởng Anicca Sanya Sutta 102 Nhân duyên ở Savatthi Do tu tập làm cho sung mãn vô thường tưởng. Tất cả dục tham được đoạn tận. Tất cả sắc tham được đoạn tận. Tất cả hữu tham được đoạn tận. Tất cả vô minh được đoạn tận. Tất cả ngã mạn được tận trừ. Ví như, này các tỷ kheo, một người làm ruộng vào mùa thu dùng một cái cày lớn cắt đứt tất cả rễ mọc trong khi cày. Cũng vậy, này các tỷ kheo do tu tập làm cho sung mãn vô thường tưởng tất cả dục tham được đoạn tận tất cả sắc tham được đoạn tận tất cả hữu tham được đoạn tận tất cả vô minh được đoạn tận tất cả ngã mạn được tận trừ ví như này các tỷ kheo một người cắt cỏ cắt đứt cây cỏ nắm lấy đầu ngọn đập lên đập xuống đập tả đập hữu rồi quăng một bên. Cũng vậy, này các tỷ kheo, do tu tập làm cho sung mãn vô thường tưởng, tất cả dục tham được đoạn tận, vân vân, tất cả ngã mạn được tận trừ. Ví như, này các tỷ kheo, khi một chùm xoài bị cắt đứt từ cành, thời các trái xoài cùng dính vào cành đều bị đứt theo. Cũng vậy, này các tỷ kheo, do tu tập làm cho sung mãn vô thường tưởng. Tất cả dục tham được đoạn tận, vân vân. Tất cả ngã mạn được tận trừ. Ví như, này các tỷ kheo, một ngôi nhà có nóc nhọn. Phàm có rui kèo nào, tất cả đều đi đến nóc nhọn, hướng đến nóc nhọn, quy tụ về nóc nhọn. Và nóc nhọn là tối thượng hơn chúng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, do tu tập làm cho sung mãn vô thường tưởng, vân vân, tất cả ngã mạn được tận trừ. Ví như này các tỷ kheo, phàm có những dễ hương gì, hương anusari đen là tối thượng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, vân vân, tất cả ngã mạn được tận trừ. Ví như này các tỷ kheo, phàm có những lõi hương gì, hương trên đàn đỏ là tối thượng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, vân vân, tất cả ngã mạn được tận trừ. Ví như, này các tỷ kheo, phàm có những hoa hương gì, hương Vasika là tối thượng hơn những hương ấy. Cũng vậy, này các tỷ kheo, vân vân, tất cả ngã mạn được tận trừ. Ví như, này các tỷ kheo, phàm có những tiểu vương nào, tất cả những vua ấy đều tùy thuộc vua chuyển luân vương. Vua chuyển luân vương được gọi là vua tối thượng đối với họ. Cũng vậy, này các tỷ kheo, vân vân, tất cả ngã mạn được tận trừ. Ví như, này các tỷ kheo, ánh sáng các loại sao gì, tất cả ánh sáng ấy không bằng một phần mười sáu ánh sáng của mặt trăng ánh sáng mặt trăng được xem là tối thượng trong các ánh sáng ấy. Cũng vậy, này các tỷ kheo, vân vân, tất cả ngã mạn được tận trừ. Ví như, này các tỷ kheo, trong mùa thu, khi trời mở rộng và gột sạch mây, mặt trời mọc lên trên bầu trời, đuổi sạch tất cả u ám khỏi hư không, bừng sáng, chói sáng và rực sáng cũng vậy này các tỷ kheo do tu tập làm cho sung mãn vô thường tưởng tất cả dục tham được đoạn tận tất cả sắc tham được đoạn tận tất cả hữu tham được đoạn tận tất cả vô minh được đoạn tận tất cả ngã mạn được tận trừ tu tập vô thường tưởng như thế nào này các tỷ kheo làm cho sung mãn như thế nào mà tất cả dục tham được đoạn tận, vân vân, cho đến tất cả ngã mạn được tận trừ. Đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn diệt. Đây là thọ, vân vân, đây là tưởng, vân vân, đây là hành, vân vân, đây là thức, đây là thức tập khởi, đây là thức đoạn diệt. Vô thường tưởng được tu tập như vậy này các tỷ kheo, được làm cho sung mãn như vậy. Tất cả dục tham được đoạn tận, tất cả sắc tham được đoạn tận, tất cả hữu tham được đoạn tận, tất cả vô minh được đoạn tận, tất cả ngã mạn được tận trừ.